đò chở lớn Long An đã đông khách nhưng chưa rời bên. Một cô gái mù lòa bước đến phát tiếng rao mời nhà số chiều nay. Em không thấy gì nhưng vào những hàng ghế trên xe nhưng để tìm ra những tấm lòng nhân ái thương cho cảnh đời cô. Thank you.
trên xe đã có người mua son, là hình như ai cũng sẵn lòng mua, không biết họ muốn là việc gì hay vô tình họ đã dụ nhau vào cuộc ăn thua, nên ai cũng chọn cho riêng mình vé trung. Tôi đâu hiểu thế nào là sai đúng, kết quả chiều nay một kiếp người đời bạc phần lại mang cho người niềm hy vọng. Tôi vốn không quen với trò mãi rồi, ngày tháng bon chen cuộc đời đeo đuổi dòng